Xin chào tất cả các chị đẹp. Các anh người chơi. Các anh đẹp. Xin giới thiệu các anh đẹp và chị đẹp. Đây là Lan Kim Trứng Rừng. Hiện tại thì mình đang đóng hàng cho khách gửi đi Hà Nội. Hàng toàn lá tím, rất là đẹp. Đây, lá tím không nè. Hàng loại A nè. Hàng này mình lấy trên rừng về của những người địa phương. Một số cái hàng này cái lá nó đây văn lúc còn tơ này, người ta không có nghĩ là lá xanh, nhưng mà thật ra là nó là lá tím này. Mấy cái này nó càng lớn nó càng lâu thì lá nó sẽ càng đỏ tím này. Ví dụ đây lá màu xanh này, con vàng này, mà khi nó càng lớn thì lá nó sẽ nó càng tím lại này. Đó, dược liệu nó rất là cao. Cứ cái cây lan kim tuyến nào nhiều văn thì dược liệu sẽ rất cao. Đối với những cây kim tuyến mà khi mà nó đang cho hoa thì theo một số phân tích thì dược liệu nó sẽ cao hơn so với một số cây đang trong địa phát triển mà chưa cho hoa thì có hoa sẽ cao hơn. Đó, cây rất là to. Và mình đóng hàng mình sẽ chuẩn bị cục đá reo. Đá này, một cục đá như thế này có thể giữ được độ lạnh khoảng cỡ 12 tiếng. Cái hàng này mình gửi đi Hòa Tắc. Mình sẽ đóng hai cục đối với 1 kg đá reo, gửi Hòa Tắc gửi đi tầm 1 ngày, gửi đi Hà Nội và sau này sẽ đóng hàng. Đây giờ căng cái thùng không trước nè, sau là cho mình không gian nè. Đây cái thùng này là 2 lạng 3 lạng thì mình sẽ cân là 2 kg 3. Cái bàn lan kim tuyến đâu bỏ thêm một đá vô chứ. Từ từ nha, để lấy cái xốp. Chú ý là khi bỏ cái cục đá vào thì phải chèn một miếng xốp. Để khi bỏ lan kim tuyến đây thì nó sẽ không bị lạnh quá, nó sẽ bị hư cái lá. Đó. Cân thử bao nhiêu này. Tăng 8 lạng. Chúng ta cục đá này là 50 kg. Quá ghê. Giờ là phải để một cái liếu qua nè. Để che đá này. Ui, cái căn này nó bị ấy rồi. 2 kg mà. Cho để lấy đá ra. Vậy cũng dư. Thùng này mấy ký? Thùng 3 lạng. Biết rồi, nhưng mà cái thùng này, cái lan kim tuyến này mấy ký? 2 kg. 2 kg căn rồi thì lá rồi bỏ cái thùng này vô. Trời ơi, thấy cái đai hương mà sẽ khó căn lắm. Bỏ ra đi. Tắt đi. Đẹp quá. Hai kia phải bỏ bì.